Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay lại channel của mình. Mình là Nhóc MT. Ok, thì lời đầu tiên thì cho mình gửi đến toàn thể tất cả các bạn một lời chào trân trọng nhất. Chúc toàn thể anh em có một ngày mới vui vẻ. Ok. Thì hôm nay tiếp tục với cái bên hội trường của mình. Thì hôm nay sẽ lại cái series quân nào đây? Đợt này thì mình đang khá nhiều cái bình cường lộ đấy không? Nên chính bởi vậy là mình quẩy được với anh em. Đấy anh em thấy không? Hôm kia thì anh em đã biết là mình đánh chai bom rồi, anh em thấy phê không? Quá phê chứ đúng không anh em? Đấy anh em thấy không? Rồi thì hôm nay thì chưa biết là sẽ đánh chai con gì đây. Anh em không biết là anh em thích hôm nay là con gì đây. Mấy lần trước thì đã ok, mấy lần trước thì các em Pekka rồi là các kiểu con đà điểu rồi, nhưng mà lần này không biết là anh em thích con gì. Rồi đây đây đây, đến đây xem nào. Rồi bây giờ anh em lựa chọn đi, anh em thích con gì nào. Rồi đấy đấy anh em thấy không. Nói thật với anh em, để cho mình lựa chọn thì mình cứ đánh chai Pekka thì trận nào cũng như trận nào, thắng gọi là lét căng đét luôn đúng không anh em. Nhưng mà thôi, mấy lần Pekka rồi, tàu tả xuống rồi này, em phù thủy rồi, cái này rồi, Barbie rồi đúng không, lém bom rồi, Minion rồi. Trận này thì đánh Minion đi, dù sao cũng chưa đánh Minion đúng không. Minion đánh chay Minion trận này, và trận sau thì đã sẽ đánh chay gian anh em nhá, sẽ luân lượt rồi là sau nữa thì sẽ là ba ba và Archer, và sau nữa thì sẽ là không đánh chay nữa, và hết cái series này thì mình sẽ làm combo đánh rồi. Ok let's go đấy anh em thấy không. Đấy em này thì thôi, nói thật với anh em là gọi là chiến thuật thôi, cấu rỉa thôi. Chứ còn nhảy vào, nhảy bổ vào thì nói thật với anh em là không ăn nổi. Nhảy bổ vào thì làm sao mà quẩy được đây. Rồi đấy, ai à. Đấy, đã bị bắn rồi. Rồi. Mình sẽ cho mấy em vào đấy luôn nào. Đấy, em mấy em Minion này được cái là cái phát đầu tiên. Rồi, ừ, phát đầu tiên thì phụt xa nhất. Đấy. Thì nói thật với anh em là em Minion này là cái phát đầu tiên là em ấy bắn, gọi là bắn bắn xa nhất đây. Bắn mấy chục km trên giờ đây. Đấy. Úi dồi ôi, còn nhiều lắm. Úi dồi ôi, đánh như thế này chỉ sợ hết thời gian thôi, chứ còn cứ quẩy cứ thoải con nhà bà mái đi. Đấy anh em thấy không? Rồi, ôi, mình tưởng ít cơ hóa ra nhiều lắm anh em ơi. Cứ thoải mái đi. Rồi. Ai ạ, à, 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 ai, ai, ăn bom kìa, ăn bom kìa mà không đai kìa. Hay thế rồi, ai rồi, ai rồi, ai rồi, ai rồi, ai rồi. Mấy phát đầu cơ chứ không phải một phát đâu anh em nhá. Không biết là mình để mình đếm xem được mấy phát à. Rồi, bắt đầu. Một, hai, ba, 4, 5, ai à, 6 phát. Vâng, em ấy không biết em thổi ra từ đoạn, đằng nào đây, pháo câu hay sao. Anh em để ý thấy không? Đấy, đây, 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 đằng này thì không nhìn thấy. Nhưng mà đằng này là anh em nhìn này. Như kiểu thổi ra từ pháo câu hay sao anh em. Ấy, ấy, ấy. Nhìn giống như kiểu mồm thổi ra. Nhưng mà nói thật với anh em là không khác gì cái pháo câu thổi ra cả. Nói thật với anh em là như thế luôn. Ok, sẽ cho em tướng xuống nào. Đấy, bây giờ thì nói thật với anh em là quẩy hết mình luôn đi, chứ còn chờ đợi cái gì nữa đúng không anh em? Đấy, chơi đấy. Quẩy đấy. Ui dồi ôi, cái. Ui dồi ôi, cái kia sao nó làn thế? Cái này này, cái này là cái tháp điện đây, tháp điện siêu cấp Hồ Quang này. Ấy da. Cái tháp điện Hồ Quang siêu cấp này làn phết nhỉ. Thôi rồi, ôi. Nhẽ ra chiến thuật thì ăn được 2 sao rồi đúng không anh em? Nhưng mà thôi. Hết thời gian mất đi. Ôi rồi chiến thắng kìa, ngon nghẻ quá rồi, cảm ơn rồi. Sỏi đối thủ không thèm đánh luôn. Ôi quên mất mình không cường hóa này. Đấy anh em thấy không, đối thủ không thèm đánh luôn, thế mới sợ chứ. Rồi rác nhiều quá, làm tí game. Ôi rồi ôi bà, làm tí nào. Ôi rồi ba game. Ôi rồi bốn game rồi, 5 game. Ôi rồi không game nào. Vâng, ôi rồi không game nào. Ôi sake 5 game đây rồi, đi quẩy thôi. Đấy anh em thấy không, 3, 4, 5 đây, số đẹp rồi. Úi dồi ôi, biết ngay số đẹp mà lại quẩy nhà đẹp rồi. Nói mà.
Nhưng mà nhà này khỏe phết đấy nhà anh em nhỉ. Ấy 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 sao lại nhầm thế? Thì sau khi cái chuỗi đánh chay quân xong thì mình sẽ chiến thuật anh em nhá. Đánh cái bài chiến thuật với anh em rồi đấy anh em thấy không? Mình thả nó đẹp như thế mà đây kiểu nhà lava lon chục ngón đấy rồi, 12 15 ngón đấy rồi. À đây à minion 50 ngón đấy rồi. Rồi ôi đấy anh em thấy không? Thành một cái đường vòng tròn như thế này quay quay đối thủ vào đấy. Rồi để mình xem nào. Nếu như mà thả em tướng vào đây để em ấy cho em ấy ăn cái tháp bom với lại cái Ender fan kia thì coi như là đối thủ gọi là ra lướt rồi nha. Ra lướt quá rồi chứ còn á mấy em này ương bướng với anh ghê nhỉ. Em cung kia bắn hơi dài đấy. Úi giời ơi quả bom kìa. Nói thật với anh em là úi giời ơi ôi giời ơi ăn hai quả bom kìa. Cái thằng tướng này nó gà thế, nó không biết đường đấy, tránh tránh xa xa cái úi giời ơi vẫn bị bắn kìa. Nhanh 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 rồi nhanh 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 ui rồi ôi rồi ôi rồi không biết nó đi đâu nữa. Ui giời cái thằng tướng này quá gà chứ không phải gà nữa, không làm được cái gì lên hồn cả, bài luôn. Vâng hồi đành chơi về đây vậy. Em này thì chắc nói thật với anh em vào cái đèn dầu thì cũng ra đi tìm đường cứu nước thôi, cái đèn dầu nó khạc lửa cho thì thôi cũng ra đi hết. Vâng một sao rồi. Em này thì nói thật với anh em là cứ cấu rỉa, cấu và rỉa thì cũng ok phết đấy chứ nhỉ. Rồi, 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 rồi hay quá. Em này đai mà em ấy thành cái màu gì đẹp thế nhỉ? Bây giờ mình mới để ý này. Ở đấy, đấy, đấy. Chỗ này mà bây giờ ông COC ông update theo lổ cho phát nữa. À nhưng mà lổ cũng không phê lắm bởi vì em này đứng xa lắm. Đây, quẩy đi, em cung này bắn anh, em cung này bắn anh, em khẩu ca lông này, chơi anh, rồi, còn cái gì nữa không nào, rồi, còn cái gì nữa không nào. Rồi, đấy, chơi tới tầm luôn, còn một em này, còn một em biết thả đâu đây, một em này lém lốt vào đây. Đấy, ui, ui lém lốt vào đây, chơi đấy. Chơi đấy. Chơi đấy, đấy thấy chưa? Thấy chưa? Thấy cái điều gì chưa? Anh em thấy cái gì chưa? Ui giời, bị bắn kìa. Ui giời ơi, 72% rồi. Ăn cái được một sao thôi anh em ơi. Đấy anh em thấy cái game này anh ui giời 78% đối thủ. Ô đánh đối thủ cũng đánh Minion kìa. Đấy, xem đối thủ đánh chiến thuật gì phát mà. Chiến thuật Minion kèm với chiến thuật này cũng có vẻ hay. Bởi vì sao? Bởi vì đã có Wick lừa tình các kiểu ăn đà điểu cả. Còn Minion đấy, à đây rồi, chiến thuật này cũng có vẻ hay phết đấy nhỉ. Được. Rồi vừa quân bộ lẫn quân bay rồi, linh tinh bay. Hay đấy, hay đấy. Sau này sẽ quẩy cái combo đấy sau. Còn hiện tại bây giờ tôi đang chơi chay mà đúng không anh em? Đấy, tôi chay tôi chỉ oánh một đơn vị quân thôi, tôi đánh đơn vị quân thứ hai nào nữa. Ôi dồi ôi lém gần quá. À đây rồi, cái tháp bom lại lại khiêu khích anh để ở ngoài à. Tháp cung này bắn xa thế. Rồi, ôi rồi, ôi rồi ôi cái tháp cung bắn xa thế nhỉ. Xem nào, cái tháp bom này xem tới tầm ạ. Này, hiện tại thì chưa tới. À rồi. À rồi, tới rồi. À rồi, ôi, nếu mà tầm xa, à vẫn tới anh em ạ. Rồi, nếu mà thả em tướng hy sinh xuống đây thì thôi coi như em tướng là hoàn thành nhiệm vụ. Là em tướng ăn xong cái tháp bom đấy là em tướng ra đi là vừa. Đúng không anh em? Rồi, em tướng vào quẩy đấy. Một quẩy, hai quẩy, ba quẩy, bốn quẩy. Rồi em tướng ra đi rồi em tướng ơi. Vâng em tướng ơi. Giỏi ơi em tướng ơi. Giỏi ơi em tướng. Úi giỏi ơi em ơi em không còn làm cả ăn được kìa. Cả cái tháp hổ quang điện nữa thì còn nói chuyện gì hả em ơi. Ôi em ơi. À cái tháp cung. Ấy chết. Ây 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 ây. Úi dồi ôi chết thả gần cái điện kia rồi. Nó bắn cho thì méo ăn mồm nè. Ây dạ ăn được cái tháp cung rồi.
Còn 41 em ạ. À, 41 em thì vẫn còn quẩy thoải mái lắm nhỉ. Ca lông này, ca lông này. Chơi đấy, chơi đấy, chơi cái thấp. Đấy, chơi ghép đầu phen này đấy. Úi giời, úi giời. Đi. Vâng, hay quá. Giời ơi, hay quá ấy. Mấy cái tháp hồ quang điện ẩn này đôi lúc nó chui ra, nó thật với anh em, giật tất cả mình, bắn hết cả người lên. Thổi đấy, thổi đấy, thổi đấy, thổi đấy. À, chơi được cả vào gần nữa này. À rồi, à rồi, à rồi, hay quá. À rồi, bị bắn rồi, bị bắn rồi, bị bắn rồi. Ui, ui, một sao chưa, một sao rồi, một sao rồi, một sao rồi, một sao rồi, còn mười mấy em nữa cơ, bốn mấy giây nữa thôi. Không được, không được, không được. Chiến thuật này là không ok rồi. Ôi, ăn và kép được fan đi em ơi. Rồi, hay quá, rồi hay quá. Rồi, hay quá, còn 16 giây lém lốt đi. Rồi, hay quá. Rồi, tránh tránh xa xa cái đèn dầu ra em ơi. Úi dồi ôi, cái đèn dầu kia nó vẫn nhìn thấy kìa. Sao lại cái đèn dầu kia lại... Ui, không ăn được cái nhà rồi. Rồi, cũng không vào được cái nhà anh em ơi. Úi dồi ôi, hay đấy. Rồi, em này nói thật với anh em là đánh cũng phê phết. Không biết là có anh em nào chịu khó cày bên này không? Ố kìa, thua liên thoại kìa. Thế nên mày ảo không người chịu rồi. Tiếp tục ngay, tìm ngay em à. Máu lên rồi. Không cần phải quay về nhà nữa. Mình máu lên rồi. Ái rồi ôi. Hay quá, hay quá. Trận này xem nào. Trận này nhất định phải thắng này anh em này. Anh em tin trận này phải thắng không? Rồi, ép đờ phen này sẽ ra đi. Ép đờ phen này ra đi là cái chắc rồi. Rồi, trận này thì đâu cái tháp bom đâu? À, tháp bom đây rồi. Mấy cái tháp cung kia ngứa mắt ghê nhỉ. Bây giờ để rỉa nó đã. Mấy cái tháp cung kia bắn xa phết đấy. Cho mấy em ra đây để rỉa mấy em cung phát sao nào. Ok, rỉa mấy em cung cái đi. Ồ kìa. Ok. Rồi. Ra đi ba em. Không rỉa được em cung nữa. Ui ôi, đứng thế này thì lại bị dính bom rồi. Ôi, lại dính bom rồi. Đi vào lại lại dính bom rồi. Kìa, rồi hay quá. Ui giời. Rồi đây ạ. Chiến thuật nào. Ăn game bom này cứ phải từ từ. Rồi, 1 phút 49 giây nữa cứ thoải mái đấy. À rồi, hay quá, nó biết lượn lách. Vâng, con minion của mình biết lượn lách. Vâng, hay quá. Từ từ đi, bắn nhanh, bắn nhanh, bắn nhanh. Xong đi đi đi, lượn 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 em ơi. Ôi giời ơi em ơi, em ơi. Rồi đây đây đây, đây có cách rồi, đây có cách. Rồi, đi xa xa tí. Rồi, bắn đây, bắn đây, bắn đây. Bắn đây xong là lượn 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 đây, lượn đây, lượn đây. Ok, thì phải đi thả thả xa xa tầm này đi. Tầm này lại, ui, tầm này lại đi phi về kia mới đau chứ. Rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, ôi ạ. Đây rồi. Thả tầm này là ok đấy. Vâng, hai em, vâng. Pha này thì chú đi và song với anh rồi. Chú đi và song với anh rồi. Chú đi và song với anh rồi. Úi giời, úi, quả bom kia rồi. Chú nghĩ anh gì mà ăn được anh. Rồi, hay quá. Còn bao nhiêu giây đấy anh em ơi? Ui giời, làm mấy giây được à? Nhanh thế nhỉ, thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Rồi, cứ từ từ. Còn cái đèn dầu kia nữa. Rồi, em tướng thả vào đây đã, quẩy đi. Em tướng thả hơi chậm nhỉ. Ba mấy giây này liệu em tướng có penalty được cái gì không đây? 20 giây này em tướng ơi. Mày quẩy nhanh nhanh hộ anh tí tướng ơi. Tướng này chậm quá.
Trời tới tầm đấy mà tướng này em quẩy hơi bị chậm với anh rồi đấy. Úi giời ơi, em tướng này chẳng làm gì được cả, vào lại đai. Tướng đúng là tướng em, tướng level 7 vâng. 77% vâng, cố 80% em ơi, cố 80% đấy. 80% đấy, nhổ vài phát lửa cho anh ấy, nhổ nước bọt vài phát lửa đấy. Ôi giời, cố vài nước bọt nữa mà không được cái con này. Mày mày khạc cố ấy, anh phát lửa này, có phải anh 80% không chứ. À vẫn chiến thắng được. Hay quá, hay quá. Đi 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 quẩy nào, quẩy. Ui, chém gió đã xong hết cái cường hóa rồi á, đã 10 phút rồi á, nhanh thế. Rồi ok. Khi nào ông COC ông mới update tiếp mà cái nhà này bên lên hàng 9 đây. Lên hàng 9 thì phê lắm đúng không anh em? Rồi cái trận này tiếp tục ra. Rồi. Đấy, anh em thấy không? Cho nó vào thành một đường cung luôn. Đấy. Chơi cho nó máu luôn, sao phải suy nghĩ làm cái gì cả. Máu lên rồi mình cần gì mình phải suy nghĩ đúng không? Mình nghĩ làm gì cho hại hại lão á. Đâu đâu á. À, cái em tắp cung này có một em mà cái lòi chòi bên trên này thế nhỉ. Lòi chòi. Ai ạ, à, chết rồi. Lòi chòi ấn nhầm rồi. À đây 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 đây. Hay quá, hay quá. Rồi hay quá. Đấy, 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 cái em tháp cung này lòi chòi này. Ui, em minion này bị ra đi rồi. À em ủa, không vào cái tháp hồ quang điện kia kìa. Anh muốn nhả vào cái tháp hồ quang điện, các chú lại đi nhả đâu không biết nữa. Rồi ăn được cái tháp hồ quang điện rồi. Phê rồi, phê rồi, phê rồi. Phê rồi. Đừng hỏi chứ tính thêm mệt mỏi rồi, ăn luôn cái nhà tướng nhà nhà chính này rồi. Úi giời ơi, hay quá, hay quá, hay quá, lại được cường lộ phát nữa này. Hay quá, úi dồi ôi, hay quá, úi dồi ôi. À rồi, bi vào máy máy dập rồi, máy dập này, máy dập này. Úi dồi ôi, nhanh 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 em tướng ơi, ôi giỏi ôi em tướng ơi, còn pha nữa thì em. Úi dồi ôi, mày đứng tách tách ra hộ anh phát, mày đứng tách tách ra hộ anh cái. Ai rồi ôi em khôn đấy, cố lên nhổ vãi nó bọt nữa. Bãi nữa thôi mà bọn này nó tiếc nước bọt thế chứ. Ok, let's go, thắng rồi. Ok, thì hôm nay hai cái trận đánh chay của mình đã kết thúc tại đây. À đâu, không phải hai cái trận mà đánh chay Million của mình. Rồi, hẹn anh em vào những cái video lần sau nhá. Giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Nếu thấy hay nhớ like, share và nhớ đăng ký kênh của mình để có những cái video mới nhất. Ok, giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhá.